Đây ta sẽ bắn cho ngươi chết đi. Chúng ta rồi. Đừng hòng lấy lại thanh kiếm rồng. Ta còn một chiếc chiếu nữa. Tên lửa xuất chiêu. Bum. Thanh kiếm rồng đâu? Quên. Lego Ninjago đã quay trở lại cùng Fabian và Hoàng Phi. Yes. Ủa là la, mình đã quay trở lại và tất nhiên sẽ lợi hại hơn xưa. Đâu lợi hại gì đâu? Lần trước em mặc áo màu đen, bây giờ em mặc áo khá là lợi hại hơn. Thiệt lợi hại, thiệt là lợi hại. Ok. Em nói chơi vậy thôi, nhưng mà em muốn hỏi anh nè. Ở bình thường ở nhà anh thích đi bằng cái gì nhất? Bình thường ở nhà? Ở nhà thì mình đi bằng kim tuyến, trong nhà mình đâu có đi được cái gì nữa. Anh thích á? Anh thích hả? Một loại phương tiện mà anh thích hả? Đúng rồi. Anh thích xe tăng, là xe đạp, là xe máy, nhưng mà đặc biệt là thích máy bay. Tất nhiên là anh đi máy bay ở gì? Chính vì vậy mà ngày hôm nay em sẽ có một món đồ chơi mà chắc chắn là anh sẽ thích, bởi vì nó là máy bay. Ghê dạ. Có tên là máy bay Destiny của Kai. Chỉ là ngoài có rồng bay trên trời, Kai còn có máy bay nữa hả? Đây nè, đó. Nhưng mà ở đây không phải là máy bay bình thường đâu. Máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu của Kai. Đúng rồi, có thể chiến đấu đánh bại cho xấu luôn. Hey, máy bay của Kai đang nằm trong tay của Phi. Ok, chuẩn bị chiến đấu. Rồi. Rồi, xong xong chưa, xong xong chưa? Xong rồi, xong rồi, giới thiệu đi, xong rồi. Đây, rồi xong, anh phải xong để mới giới thiệu được. Xong. Đó, chiếc máy bay Destiny của Kai á, đây các bạn nhìn nha. Đây. Rất là đẹp. Xuất sắc chưa? Đó, nó giống như là một cái hình dáng mô phỏng lại của chú chim đại bàng đang sải cánh. Anh xa xuống, bắt mồi, ồ quên, không phải, này máy bay. Cùng với lại hệ thống súng bắn và tên lửa trang bị hai bên. Này các bạn nhìn nha. Đây, đây, đây là vũ khí chúng ta có thể thấy đạn bắn nha. Chêu. Ghê chưa? Rồi, bây giờ anh tới phiên anh giới thiệu các nhân vật đi. Ê, cùng với lại chiếc máy bay này thì chúng ta sẽ có nhân vật Kai. Vô máy bay đi cưng. Rồi. Ngoài Kai ra thì chúng ta còn có đây, nơi để thanh gươm rồng. À, đây là thanh gươm mà Kai sẽ phải bảo vệ nó. Nhìn gương rồng có khác ha, bệ đỡ đằng sau á nó còn có cặp cánh rồng luôn. Đẹp chưa? Thì để cho nhiều người để dễ nhận biết hơn thì chiếc thanh gươm đã có hình đầu rồng để nhận biết đây là thanh gươm rồng. Dạ. Hèn gì á mà tên Jack quyết tâm cướp cho bằng được cái thanh gươm này. Đúng, và đây nhân vật mà Ben vừa mới nói. Jack. Người xấu vừa muốn chiếm đoạt thanh gươm rồng của Kai. Để xem Jack có lấy được thanh gươm rồng của Kai không? Tất nhiên là không được rồi. Bởi vì có Kai bảo vệ mà. Đúng không? Thôi bây giờ chúng ta chơi đi rồi chúng ta sẽ biết sự việc. Ok, vô. Ta là Jack đây. Ta được trình ra với nhiệm vụ đi tìm thanh kiếm rồng á. Mà ta tìm nó bao nhiêu năm. Ây cha. Hey. Đây là thanh kiếm rồng trong truyền thuyết đây nè. À, trên check kia, người định ăn cướp thanh kiếm rồng á. À, đâu có, tôi chỉ tới thấy cái kiếm thôi chứ có làm gì đâu. Như vậy tại sao ngươi trang bị nhiều vũ khí như vậy? À, tại vì... Tấn công. Đừng có mà. Để xem ngươi còn có thiệt chiêu gì nữa. Được, ta sẽ cho ngươi xem. Đôi cánh của Jack. Rất vũ khí. Đừng, bình tĩnh. Ta sẽ có vũ khí mới. Ta nó có thanh kiếm rồng. Chàng trai, ngươi là một người có võ công cao cường, có tài năng mà có biết bài không vậy? Ta đi đây. Không được. Máy bay Destiny của Kai xuất chiếu nào. Đây đúng là thanh kiếm rồng, cầm nó trên tay mồ hôi chảy ròng ròng đây nè. Máy bay Destiny của Kai đã xuất chiếu rồi. Giỡn chơi hoài. Có rồng rồi có máy bay nữa hả? Dạy. Thiệt là lợi hại. Hãy ném người lợi hại đây. Hụt rồi. Đó, hãy ném người lợi hại chưa?
Để nè. Đừng tưởng bắn chúng ta một lần là xong. Ta đi đi, bỏ chạy. Không được. Rồi, tên lửa tuyệt chiêu cuối cùng. Pum. Như vậy là ta đã lấy được cây kiếm rồng rồi. Ha ha ha. Tại sao lần nào chơi tôi cũng phải là người thua? Tại vì anh là đóng vai xấu rồi. Ok rồi, hôm nay tôi lại thua tiếp. Tôi bị thua nè mọi người. Thanh kiếm rồng vẫn còn được để lại. Anh muốn gỡ gạc không? Gỡ gạc gì nữa? Em còn một bộ đồ chơi nữa. Ghê vậy? Chứ không phải bộ này là hết rồi hả? Còn một bộ nữa. Còn chơi bộ nào nữa? Em đi lấy đây. Ok ok ok. Thân 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 thân. À, nhìn hấp dẫn chưa? Cái bộ này có tên là Trận đối đầu tại Chánh điện. Đây chính là Chánh điện hả? Chính là Chánh điện đó chứ còn gì nữa. Thiệt là lợi hại. Bộ này gồm cái gì vậy? Đây, để em kể cho. Bộ này bao gồm có 5 mini figure. Đó là Harumi, Loi, Mia, Samurai X và Skyler. Ngoài ra còn có ngai vàng, nhà tu và rất là nhiều vũ khí luôn. Mà trong đây còn có rất là nhiều điều bất ngờ nữa. Ghê vậy. Theo như kinh nghiệm của em thì chuyện gì xảy ra trong cái bộ đồ chơi này ngày hôm nay? Thì em sẽ không có biết. Nếu như mà em cũng đang rất là muốn biết nè. Bây giờ mình chơi đi. Ok. Mình mở ra mình chơi đi. Đầu. Yes. Anh Phi, bây giờ chúng ta lắp ráp xong hết rồi, anh biết câu chuyện chơi sẽ như thế nào chưa? Chưa, nhưng mà anh muốn là phần này anh sẽ đóng người tốt. Anh sẽ đóng những chiến binh đi ra dũng cảm, đi giải quyết, đi cứu giúp người ta. Chứ anh không muốn đóng vai người xấu nữa. Thì lúc nãy em nói là em sẽ nhường vai tốt cho anh rồi đó. Ok, đây. Nhưng mà em sẽ nói nhỏ là cái câu chuyện như thế nào. Nè, sao, giờ sao, mình sẽ làm gì đây? Mình nói nhỏ thôi. Ok, mình nói nhỏ chứ bí mật mà. Anh nói nhỏ thôi, không có cho các bạn nghe. Mình chơi cướp ngục. Cướp ngục? Gì? À, đúng. Cướp ngục. Đúng rồi. Okay. Cái chuyện này chỉ có anh với em với lại 8.000 khán giả biết thôi. 8.000 khán giả? Đang coi. Trời, chuyện bí mật ghê á. Chuyện thiệt là bí mật á. Rồi, coi như là bí mật đi. Ok, bây giờ ngục. Chúng ta chơi nha. Bây giờ ai đang bị nhốt? À, bây giờ đang là Loi đang bị nhốt nè. Em sẽ làm mà Harumi canh giữ cái chánh điện. Harumi là con gái đúng không? Đúng rồi. Em nói với nếu mà em lồng tiếng vậy là không được. Em phải lồng tiếng cho nó ra con gái. Ok. Thử coi. Xin chào các bạn, tôi là Harumi nè. Cái đó con nít mà con gái gì? Con nít nó cũng là giọng con gái đó, nó hơi giống giống con gái đó anh. Ok, chấp nhận. Hay là em phải nói nhẹ hơn nữa. Nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Anh làm mẫu cho em thử đi. Chào các bạn, tôi là Harumi. Người xấu mà giọng phải có một chút lè ở trong đó hiểu không? Ok. Này. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi giải cứu Floy á. Các người muốn vào chơi chung với Floy hả? Tiễn gì vậy? Tiễn gì vậy? Tiễn của Harumi chứ ai? Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập. Mọi người cẩn thận, ở phía cổng, ở trên cao, đó chính là Camego đó. Ô quên, ở camera của Lego đó. Coi chừng, coi chừng. Nia, hãy lao vào giải cứu Floy, còn để cô ta cho ta. Đó là lời của Ninja X. Samurai X. Tấn công! À, Harumi sẽ ra tiếp chiêu! Bắt lại! Không được! Bắt là phải như vậy! Đừng yên! Nếu mà người chống cự, đừng có trách ta nha! Đừng giết ta! Không đâu, ta không muốn chết đâu! Ta thiệt là hay quá đi, đừng đóng người tốt, thiệt là hay quá đi! Bây giờ chúng ta sẽ tìm gì đây? Kaida, chìa khóa đang ở đâu vậy? Không khai đâu! Được, nếu như người không nói, sẽ bị thọt lét! Thôi rồi, đây, chìa khóa đây nè! Không cần, ta đã biết chìa khóa ở đâu rồi! Ta đã có gọi điện thoại cho Hoàng Phi. Bởi vì Hoàng Phi là người ráp cái ngục tù này cho nên chìa khóa được giấu dưới ghế chứ đâu. À, tại sao ngươi lại biết hay như vậy? Đây chính là chìa khóa đúng không? À, đúng rồi. Vậy thì tiền nó đơn giản, chúng ta đi cứu Loi thôi. Hãy Loi về. Loi ơi! Nhưng mà ngươi sẽ không biết cách mở đâu. Tại sao? Nói!
mở chìa khóa ở đâu? Người muốn biết cách mở không? Muốn. Về mua bộ đồ chơi này đi. Ha ha ha, ý kiến thiệt là hay. Được, còn lát tiếp. À... hết chuyện. Trời, giày tốt xuất sắc luôn. Anh đóng giày tốt lần đầu tiên, em cũng lần đầu tiên đóng giày ác. Ok, anh nghĩ là mốt anh sẽ đóng giày tốt luôn. Em sẽ đóng giày ác luôn. Hãy mua đồ chơi để chơi. Và để khám phá xem những điều đặc biệt trong bộ đồ chơi này là gì. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Anh hay quá. Và các bạn cũng hãy nhớ là like, share và subscribe kênh channel của My Kingdom để có thể nhận được những thông báo mới nhất khi mà ra video nha. Bây giờ anh đi kèm cách mở cái này ra đi. Vậy mà trong cái đó nó có chỉ hết trơn mà anh biết rồi. Đi qua đây, qua đây. Đi 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 đi, mình đi nha các bạn. Nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.